Lancer hổ báo kìa. Lancer đang solo với Ramzo. Ramzo làm chậm Lancer nhưng cancel rồi. Bây giờ Lancer lại quay lại đánh Ramzo. Hai thằng úp một vừa chiến thuật rồi bấm cứt. Rồi 2 cân 2 rồi. Ta sẽ bật dây chạy về. Rồi bây giờ ngồi dẫm đạp các thứ. Ngồi đập choáng các thứ. Ngồi máu các thứ. Ôi đánh này khổ lắm. Con Kinetic nó khỏe lắm. Ôi Vóc ơi là Vóc ơi. Vóc ơi. Rồi ơi. Khổ quá. Khổ quá. Rồi với thanh niên ơi. Úp được thằng nào không? Úp được thằng nào không? Choáng được ba thằng. Ôi tôi ăn được hai thằng à. Ôi tôi ăn được hai thằng anh em ạ. Ôi khổ quá. Chạy về. Ôi ăn được hai thằng nhưng mà khổ mẹ. Khổ vãi khổ luôn. Ta vãi khổ luôn. Ôi choáng được hai thằng. Rồi chết chắc rồi. Tôi chết rồi. Sắp đau rồi. Ôi tem tôi mất. Bây giờ mất 4 người. Quá khó luôn. Hey yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quay trở lại với Shaolin Vanguard tập thứ 32. Vâng, bây giờ là 3:56, tức là 4:04 ngày 20/2/2019. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục chương trình leo danh 10. Không, tôi vào trận đấu xếp hạng 5v5, chúng ta chơi bằng máy tính các bạn ạ. Đây rồi, chúng ta đã vào trận đấu rồi. Bu đồ như bình thường anh em ạ, máu vừa dày. Hiện tại không có khế ước bảo hộ nữa, hơi buồn. Chúng ta gặp những đồng đội ở những cái gui rất là quen thuộc. Như là gui SGVN này, gui 1vs9 này, rất là nhiều. Hơi nghiêm họng đấy, nhưng mà sẽ cố ngồi bình luận cho anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cứ từ từ không? Anh em bảo tại sao tôi đánh phin. Nói thật anh em là tôi leo hạng bằng phin. Đánh cho nó sướng. Tội đếch thì mà ngồi đánh con khác. Con này nó khỏe mà. Vâng, Sky quyết định vào cướp rừng. Rồi, Sky cướp rừng không? Ok, cướp rừng. Thực ra là cướp rừng chính của chính đội mình. Nhưng mà có vẻ như các bạn chơi đi rừng khá là buồn cười. Một cái phong cách danh 10 vẫn theo những cái mùa trước. Đó là chúng ta sẽ ngồi đi đâu nhở? Đi ăn lên sẽ ngồi ăn quái rừng để nuôi. Ôi rồi phí quá. Rồi ạ. Lên sẽ ngồi ăn rừng của lên. Ăn rừng của lên để làm gì? Ôi trời ơi. Rồi mất con mắt rồi, mất một bụi rồi. Cứ từ từ thôi em. Một còn 1/3 máu con Silet. Silet đánh ngất nửa cây máu của tôi rồi. Tôi sẽ ngồi đánh con khỉ gió này. Đau đấy. Mày chết rồi con ạ. Ôi bật dây chạy về. Nhanh. Trời ơi tin được không? Vẫn sống. Trời ơi tin được không? Rồi nó đánh hết mắt của mình rồi. Đen thấy mồ luôn. Đánh với những con tay dài đánh rất khổ. Cẩn thận. Catlin cẩn thận. Anh em Sky cẩn thận. Đánh căng đấy. Cái bọn này nó cũng không phải dạng vừa đâu nhá. Đánh cứ từ. Trên top thì ôi Lancer. Ôi bị úp sọt rồi. Kinetic đang lên. Anh em Yuva đang lên. Cứ nhầm tên cơ. Rồi chúng ta sẽ bình tĩnh lên level 2 đã rồi tính. Lên level 3. Ui dồi mẹ nó tỉa ác thế. Ui mẹ linh đinh đau mồn. Ôi trời ơi linh đinh đau mồn. Rồi lên level 2 rồi. Sắp bật lò chúng mày rồi. Trời ơi đánh như thế. Ui mẹ con Silet đau thế. Ôi Sky đánh cẩn thận em ơi. Con Silet đánh Sky nó gọi là easy luôn anh em ạ. Dễ dàng luôn. Không ăn lính để anh ăn. Trời ơi lại biến về nữa sao. Tôi lại phải biến về nữa sao. Cẩn thận đấy. Mẹ nó hồi máu ác rồi. Nó hồi máu ác lắm. Trời ơi giết nó đi. Giết một hit nữa. Thôi rồi. Ôi trời ơi hay thế nhở. Ôi kết liễu được con Silet. Hay thế tí cái gì giết hai thằng rồi. Nhưng mà thôi chúng ta sẽ đi vào. Rồi con kia nó đích làm đánh mình. Nó đánh mình nó ăn sấp mặt lò luôn. Rồi chúng ta cứ từ lên giày 2 luôn. Nó giày 2 là tốc độ di chuyển là một cái rất là quan trọng trong của con phim. Bởi vì anh em ưu tiên lên giày 2 khi mà lượt về có thể mua nhá. Còn máu không quan trọng. Máu giáp các thứ không quan trọng, chúng ta sẽ lên sau. Tiếp theo chúng ta sẽ lên cái xu quân giới trẻ đó. À, một cái combo rất là bình thường. Ta sẽ cố đánh cái con. Vâng, có vẻ trên top khá là hung dữ đấy, khá là quẩy đấy, không? Hiện tại thì chúng ta ăn tem, chúng ta ăn một mạng rồi. Tuyệt vời con ông mặt trời. Đánh cẩn thận em, farm cẩn thận cho nó sướng. Ta vẫn còn. Đó, Silet dính đòn Sky. Vỡ mồm ngay. Rồi ạ, à, sướng quá, còn một cọc máu. Thanh niên còn sống được không? Ui, đã bật hồi máu lên rồi.
Ôi anh em bình tĩnh, đừng 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 đừng. Mì anh em nó hồi máu mới tẩm chứ này. Mẹ nó có hồi máu kệ anh em ạ. Thôi đành chịu thôi. Con như con Lyra nó ngồi nó cứ tỉa tôi đau vãi trưởng. Thôi chúng ta cứ từ từ. Cứ từ từ thôi, nó lại phá mắt rồi, nó chiếm được thế thượng phòng, nó phá mắt rồi. Thôi anh em cứ phá mắt liên tục thôi. Tao cẩn thận em ơi. Trời ơi, nó đánh đau phết thế. Yêu Lyra lên 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 cờ lạnh nhá. Sao vãi cứt vậy? Có nhất thiết phải như vậy không? Tôi sẽ buông một ít cho. Đây này, ăn con này này. Mày ăn được không? Rồi, ăn được rồi. Hiện tại Silas đang vào ăn con tinh cầu xanh. Nguy hiểm phết. Rồi, trên top thì ui rồi ôi, con Kinetic nó đập vỡ sắp mặt là con Lancer rồi. Hổ thân Lancer vỡ sơ vãi ly. Rồi, Finn lên top, go to top, go to top. Rồi, thanh niên Việt Nam. Vâng, thanh niên Việt Nam, CA29. Có những cái tiêu chuẩn chúng ta sẽ canh đường đây. Rồi lại đánh nhau con Sky, Sky chết rồi. Rồi ôi giời, người ra phát chết luôn. Một mình con lại ra ăn Sky thế mới tởm chứ. Sao cái máu con này nó lại ít như này? À nó có cái mắt, nó có cái mắt, nó có cái mắt. Tôi cứ tưởng cái đéo gì. Tôi cứ tưởng cái khỉ gì cơ. Rồi chúng ta sẽ bình tĩnh. Ở dưới top thì sao? Ở dưới top con Yuva đang ngồi solo với mình. Gắn ra và bắt tít. Ôi dồi ôi, ngồi cắn cọc cầu đến từ thanh niên chó. Rồi ôi, kinh quá. Rồi đánh theo đàn cơ. Bọn này đánh theo đàn cơ. Úi giời, cứ né ra, cứ né ra. Cứ phải ngồi chặn đường con lính như thế này nó mới sướng. Cứ từ từ. Con Silas cứ để anh. Cứ để anh. Cứ để anh. Trời ơi, nó ngồi nó vỡ mồm rồi. Tao mà đánh thường vào mày. Ôi, con Lyra đánh đau lắm. Thôi ăn ăn một trong hai, một trong hai thôi, không sao không sao không sao. Mẹ Silas ăn rát vãi cứt thật. Con Lyra đã đánh rát vãi cứt luôn. Ta cứ bình tĩnh, từ từ ăn bình thường thôi. Con Lancer vẫn ngồi trụ ở trên top, đánh quá khó khăn đến từ Lancer. Bây giờ con Baptiste lên phép. Ủi đậu xanh rau má, sợ quá, mất bố con lính rồi. Mày này ồ mẹ nó đứng hồi máu khắm mấy lịt thề khó chịu. Vâng, Vóc đang solo với Baptiste khổ quá. Vóc bắt bao nhiêu máu rồi, sợ thật đấy. Vóc trời rốt quá rồi. Vóc là vui 1 vs 9 nhỉ, nhưng mà nó nhiều tiền nhất tem rồi. Ok, thằng nào thì cũng úi rồi, cẩn thận em ơi, mày thế không dính đạn. Rồi chúng ta sẽ xuống hộ bot, nhưng mà trên ở mid đang đánh rất là cay go kịch tính như thế này, ta chưa thể nào đánh được. Đấy, nó nổ một quả rồi. Đi đâu em ơi, đi đâu em ơi. Rồi chạy rồi, chạy rồi, né né né, đỡ được đòn rồi. Trời ơi, nó đánh mình, nó đánh mình, nó đánh mình. Trời ơi, có cái điều gì không hay ở đây. Trời ơi, con Sky một mình solo mình. Trời ơi, có hồi máu, có hồi máu. Úp giáp cho mày. Trời ơi, không đánh được, không đánh được. Tôi không có giày. À, tôi còn 20 giây nữa có giày. Trời ơi, đánh sợ quá, may quá Sky ngồi nó cứu mình. Ok, ok. Đánh sướng thật đấy, ngồi Sky đánh hay thế, sướng. Rồi, bây giờ chúng ta từ từ ngồi đánh đàng hoàng một tí. Còn Lyra bây giờ đang hồi máu rồi. Lyra hồi máu rồi. Bây giờ Sky đang ngồi ăn tinh cầu xanh, sắp hết máu rồi. Bây giờ khá là an toàn. Còn ra ngồi cà khịa một tí. Đấy. Không, Vayne Glory em ạ. Rồi, Vóc đang ngồi đẩy cao rồi. Bây giờ Dương không có mặt, có thể xuống không? Bây giờ Baptiste ngồi úp rồi, bắt đầu úp rồi. Rồi tôi sẽ xuống bot, ngồi đánh tình thường. Ôi con chó ra rồi, trời ơi, chó cắn theo đàn em ơi. Ôi đánh từ từ thôi, ôi trời đánh ghê quá. Ngồi úp sọt nó một tí, đấy, đánh bình thường thôi. Thanh niên này ngồi là trâu bò lắm, nên cứ đánh từ từ. Ồ, con Baptiste này, đấy, ngồi dậm dậm một tí. Mày úp sọt, ui, chạy rất nhanh. Thôi Vóc ra nơi rồi, ta từ từ ngồi lượn ra để con Yuva đi. Bây giờ chúng ta sẽ ra mid hộ con Sky. Sky đánh vớ vẩn lắm. Nó cứu tôi vài tình huống rất là hay. Trời ơi, dính đòn rồi nhá. Nhưng mà máu nó dày vết. Trời ơi, dính đòn kia. Ồ, Vóc dính một ít, nó phải là một tí máu thôi nhưng vẫn không sao. Cẩn thận, cẩn thận anh em ạ. Sky ra mua đồ rồi. Sky quyết định ra mua đồ vì anh hiện tại đang... Ồ, nhiều phép phết rồi. Sky đánh ác rồi đây. Sky lên phép thì quan trọng là kỹ năng thôi anh em ạ. Trụ được rồi là hay thôi, chứ còn nói thật mày chết rồi. Rồi ui rồi ui, đánh khó quá. Con Sky thì tôi kéo về có thể là bóp dài nó đấy,
nên là anh em cứ bình tĩnh, từ từ chiến thắng. Úi đánh ghê, đánh ghê, đánh ghê. May này, may này, may này. Trời ơi, hết mana rồi, hết mana rồi, máu đến từ tôi. Ôi ôi, Yuva ngồi đánh. Ăn nó có Sky rồi. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá, trời ơi, nó đánh rồi. Rồi khó khăn quá, đi mất thôi. Còn lại là đánh như thế thì bố tôi cũng chả đánh được. Bây giờ ngồi đánh như nào? Hả? Rồi đánh thôi em. Ôi từ từ, từ từ, từ từ. Rồi ơi, xong rồi. Trời ơi, hay vãi trưởng. Ừ, hoàn hồ, dừng, hoàn hồ, hoàn hồ. Dừng đánh quá hay rồi. Ra sẽ từ từ. Quả ganh hay đấy, quả ganh tuyệt vời đấy. Trời ơi, quả cành quá hay luôn. Trời ơi, Kinetic ăn được Lancer rồi. Sao mày chơi kiểu gì vậy? Mang tiếng ngồi thanh niên chọc, chắc thanh niên Kinetic chạy nhanh quá, khó chịu. Rồi, chúng ta lên được cái hồi máu. Tiếp theo chúng ta lên, trời ơi, nó lên nhanh quá. Đợi anh lên cái giày cái nào. Rồi, chúng ta lên giày. Trời ơi, ghê. Nó đập được bố nó cái trụ rồi. Đập rồi, úp sát rồi. Trời ơi, đánh đi nhanh vậy. Bấn hồi máu mẹ nó rồi. Trời ơi, ngu quá, ngu quá. Quá ngu luôn, tôi quá ngu luôn thật anh em ạ. Quá ngu luôn, bấn bố rồi máu rồi mất bây giờ tầm khoảng hơn 2 phút nữa. À hơn 1 phút nữa mới hồi. Mày hết mana rồi con, trời ơi, top lên. À bot lên, bot lên. Trời đau quá, đau quá, đau quá. Trời ơi, đau thật đấy. Hết bố nó máu rồi. Ôi. Mẹ hai thằng đánh đam trâu nhất quả đất. Rồi, chết con Kinetic rồi. Bây giờ Lancer ngồi hủy. Ôi trời ơi, hủy lấy nào nữa, đang là rồi chết. Còn lại là đánh khỏe quá rồi. Ghê quá luôn. Tèm bạn có vẻ hơi chắc kèo đấy, kinh đấy. Rồi chúng ta cứ từ từ. Để từ từ bình tĩnh. À, top mất rồi, phí quá. Mid vẫn còn anh em ạ, mid vẫn còn. Sky ra à lạ. Ôi, ghê quá. Bây giờ Sky may vừa nãy nó dùng ulti rồi, bây giờ được cẩn thận em ơi. Hiện tại top còn bác tít lên trên nơi luôn. Con Lancer ngồi chết đách đánh được. Trời ơi, Lancer ơi. Đánh khó thế. Mày đi đâu à con? Mày đi đâu à con? Chết thế nào được, mày một đổi một luôn, chắc chắn là như thế. Không có chuyện đánh nhau xảy ra ở đây đâu nhá. Mày cứ bình tĩnh. Bố mày sợ mày quá. Rồi, hiện tại Baptist ở trên rồi. Lancer hết máu rồi, cẩn thận đi về đi em ơi. Thôi, ghê quá, ghê quá. Sợ. Em đúng đánh dạng hạng cao khá khó chịu nhờ. Khó chịu lắm ấy. Ta cứ từ từ vang ở trên con Baptist hơi có vẻ rình rập ở đấy, đúng không? Ta cứ từ từ. Ok. Rồi chúng ta sẽ xuống bot. Ôi bot kìa, bot kìa. Còn Vóc đang đâu? Vóc đang đâu vậy? À Vóc đang ngủ. Ôi. Trời ơi Vóc chạy được không? Trời ơi tin được không? Tiki. Trời ơi không kịp rồi, máu tiên sư nhưng mày đánh ngu quá rồi. Bây giờ mày đánh cái gì vậy? Hả? Đánh từ từ thôi, đánh với con răm giò làm đếch gì? Khổ thật đấy. Ủa tèm nó bạc cái cờ lệnh này. Mẹ tí nó ngồi nó úp dòng à? Khủng khiếp vậy. Bây giờ đánh khổ quá. Ngồi cứ ngồi solo nó bảo không thấy ở đâu. Ngồi đi solo với chó. Đúng điền. Rốt như bò. Bằng Black Core ra rồi. Chúng nó định gian hay sao? Rồi định gian đấy. Định gian đấy. Nguy hiểm hết. Con này lại không solo được. Đặt phin không đánh được. Chỉ có ngồi đồng đội ở gần thôi. Rất khó khăn để đánh tình huống này. Ra đây đây. Vóc solo. Vóc phản này phế lắm ý. Thề anh em ngồi chơi vóc phế cực kỳ. Thanh niên bảo chơi vóc khỏe lắm, khỏe cái con khỉ. Trời ơi. Cực kỳ khó khăn luôn. Cẩn thận đếch gì. Ôi đánh ngu như bò. Rồi ulti đến từ. Trời ơi, có chết không không? Vãi cốt, chết rồi. Chết bố rồi. Em nó chơi chắc kẹo quá. Ôi đánh thế chán. Trời ơi, đánh cái gì đấy em ơi, chọc xịt bố nó rồi. Còn đâu nữa, còn đâu nữa. Về đây. Về đây, rồi rồi chọc đúng rồi. Úp này, rồi ăn được hàng rồi. Lại ra kia chạy bố nó đi. Úi đừng đỡ đòn, đỡ đòn. Trời ơi, đỡ được rồi, mày thế. Thế rồi, con chó trộm chạy đây. Trời ơi, đừng có solo với nó. Thôi, mày ham hố vừa thôi. Ôi trời ơi, thôi ông ơi. Ôi đánh cái đánh gì vậy đâu. Bố mày đã hồi máu rồi, rồi đánh ngu như con bò. Mà cứ vẫn thích đánh cơ. Mày nghe nhà mày. Ôi rồi ôi choáng là con Kinetic rồi, chạy về. U mẹ nó làm chậm ạ. Vãi lìn. Khó quá. Khó cực anh em ạ, khó cực kỳ luôn. Trận này bọn nó đánh chặt quá. Sky đánh hay đấy nhưng mà không ăn được, không ăn được. Tẹo. Ôi, nửa cây bố rồi. Trời ơi còn một cọc luôn. Ôi. Quá kinh đến từ Sky. Trời ơi lại còn đây nữa. Trời ơi.
chết mất, mẹ đánh nên thua chắc luôn, 7-15 hiện tại thua 4k tiền. Còn Vóc Phít sắp mà rồi, thề luôn Vóc Phít vãi trưởng. Tôi cũng không hiểu đánh hạng kiểu này thì toàn thanh niên danh 9, danh 10 đánh. Ôi, không biết thanh niên đánh nào. Thôi kệ vậy, chúng ta có gì dùng đấy. Không, tem bạn lên hơi nhiều phép đấy. Vâng, Undergod Wing rồi. Đã bảo rồi, thanh niên lên 3 cờ lệnh mà ăn thoải mái mà. Con này đi chắc quá, chắc kèo quá, chắc kèo quá. Lancer đánh gì cơ em? Lancer đánh gì? Đánh được không? Trời ơi, ba thằng ra đánh nhau. Trời ơi, bật giày chạy này. Về đây. Ôi, khổ quá. À, hồi máu này. Ê, mấy thanh niên này toàn để tôi hồi máu hụt rồi. Đánh khó cực kỳ. Thôi, bật block, chạy và Sky bắn hay nhưng mà không gánh được đâu em ạ. Sky không gánh được đâu, khó lắm. Vâng, cái bot đã bị nổ rồi. Hiện tại em Vóc đang chạy trốn khỏi Ramjo. Bây giờ toàn thanh niên về late game mới khỏe thôi. Đánh khó cực kỳ. Lancer về late, bây giờ Lancer không có đồ tanh. Tem mình không thằng nào có đồ tanh, trong khi tem nó ui dồi ôi, lên giáp, lên phép các thứ. Ôi, lại lên rồi. Sky giờ đánh khổ. Tôi thì không có bãi farm, tôi thì không farm được. Thanh niên cẩn thận, bình tĩnh, tự tin chiến thắng, bình tĩnh thôi. Trời ơi khó. Đấy, lại nữa rồi, đã bảo rồi, chúng nó lên 3 cờ lệnh mà, một vương miện, hai cờ lệnh kia thì ăn con rồng nó easy lắm. Không thanh niên nào đi rừng lên đồ ấy cả, con Yuva lên được vương miện rồi, một cái vương miện rõ ràng một cái thôi, không có nhiều. Chặn đường nó được mấy giây, chặn đường được mấy giây là hết rồi. Ồ, Yuva sọt các thứ thoáng được nó. Bây giờ tao mới kéo con Silet về, đậu xanh nha mày. Đậu xanh nha mày. Bắn nó đi em. Bắn nó đi em. Chết con Silet rồi. Hay quá rồi. Đánh ơi bị tuyệt vời luôn. Đấy, kéo được nó về đúng úp sọt với thằng bé luôn. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Rồi, Yuva lại ra để cái cổng hay đấy, ulti hay đấy, ngồi kiểu bí quá ulti. Đấy, chúng mày lên đấy đi để tao bố mày ngồi canh ở đây. Khó chịu thật đấy. Ôi trời, Kinetic đúng thần sầu luôn, ngồi đánh kìa. Lên sẵn một cái lắc luôn, khỏe vãi. Tobu Cat Việt Nam đánh hay đấy, Tobu Cat Việt Nam. Rồi, tôi sẽ đuổi con Lyra. Lyra hiện tại đang đi đâu? Kinetic ăn được Yuva, vãi nồi. Rồi, Sky ăn chết nó rồi. Bây giờ mày đi đâu hả con? Mày đi đâu hả con? Mày đi đâu hả con? Hả? Tao bố mày thích chơi đùa với mày đấy, làm sao? Hả? Làm sao? Rồi, đi đâu? À, tình yêu tan vỡ luôn. Đây, tình yêu tan vỡ đây. Hay quá, hay quá, hay quá. Trời ơi, Silet ra nơi thôi về. Anh mày ngán cái gì, Lyra hết mana rồi nhá. Trời ơi, ulti đúng có Silet luôn. Chết luôn rồi, trời ơi hay quá. Vóc ơi là Vóc, bắn đi em, bắn đi em, bắn đi em. Bắn đi em, cứ bắn nó thoải mái. Cứ bắn nó thoải mái hết thế rồi. Bật block lên các thứ. Trời ơi, bắn nó một viên là đúng rồi. Hay quá, trời ơi. Đánh phải như thế, đánh nó phải tỏm như thế. Hết mẹ mana rồi, đánh làm gì. Ôi, đi về, đi về, đi về. Cẩn thận em ơi, cẩn thận. Ê, cẩn thận đấy. Ôi, con chó nó nuốt cho phát vỡ mồm. Ta sẽ lên một cái giờ này ấy. Tem nó lên gì nhỉ? Tem nó có Kinetic này, tem nó có... Ôi, toàn thành tốc độ cao đâu. Đánh tốc độ cao, chúng ta lên Atlas là hợp lý rồi. Tao ra giữa chỗ đánh. Ô, Lancer hổ báo kìa. Lancer đang solo Ramjo. Ramjo làm chậm Lancer nhưng cancel rồi. Bây giờ Lancer lại quay lại đánh Ramjo. Hai thằng úp một vừa chiến thuật rồi bơm cứt. Rồi 2 cân 2 rồi. Ta sẽ bật dây chạy về. Rồi bây giờ ngồi dẫm đạp các thứ. Ngồi đập choáng các thứ. Ngồi máu các thứ. Ôi đánh này khổ lắm. Con Kinetic nó khỏe lắm. Ôi Vóc ơi là Vóc ơi. Vóc ơi. Rồi ơi. Khổ quá, khổ quá. Rồi mấy thanh niên ơi, úp được thằng nào không? Úp được thằng nào không? Choáng được ba thằng. Ôi tôi ăn được hai thằng à? Ôi tôi ăn được hai thằng anh em ạ. Ôi khổ quá, chạy về chạy về chạy về. Ôi ăn được hai thằng nhưng mà khổ mẹ, khổ vãi khổ luôn. Ta vãi khổ luôn. Ôi choáng được hai thằng. Rồi chết chắc rồi. Tôi chết rồi, tôi chết rồi, sắp đau rồi. Ôi tem tôi mất bây giờ mất 4 người. Quá khó luôn. Mấy thanh niên đánh buồn cười quá. Lancer là cái thằng hổ báo vãi cứt. Nó giàu đấy nhưng mà nó hổ báo lắm anh em ạ.
Rồi bây giờ lên cái gì? Bây giờ lên khiên thần tốc nhá. Khiên thần tốc thì có làm được gì không? Chúng ta sẽ lên cái quang cầu hợp lý hơn. Lên quang cầu hợp lý hơn, sau đó lên cờ lệnh cái cờ ma thuật sau. Quang cầu hợp lý hơn, đánh thế sướng hơn. Ui, leo hạ đúng gỗ mẹ con bà tịt, nó khỏe à, vãi cứt. Ôi nó lên hồi máu phép với lại lên được. Trời ơi, làm chậm các thứ khổ thật đấy. Ôi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, bắt tít rồi, úp sọt rồi, không úp sọt được đến từ bắt tít. Rồi, lại ra là nơi rồi. Lancer chọc cẩn thận em ơi. Ủa, thằng Lancer đúng máu giấy luôn thề. Chọc toàn xịt thôi. Ôi, đánh bia Lancer mất 2 phần 3 máu rồi. Bây giờ con Sky ra tem nó còn chưa ra. Có mỗi hai thằng thôi mà mấy thằng ngồi khổ như thế là kia cơ mà. À, đánh khổ quá. Chắn đòn này, hồi máu này, bật giày này. Úp để choáng này, rồi ơi. Rồi, bật block lên. Đấy, thằng nào lấy đến gần tao. Thằng nào đến gần tao, tao ấn số 4. Rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi, rồi. Mấy thanh niên làm gì vậy? Con cái nó tích sợ tách kìa. Ôi. Ôi, đúng lại hồn luôn mấy ông ạ. Mấy ông đánh khôn vãi trưởng. Úi dồi ôi, Sky. Xóa được cái nó tích, chạy về đi, chạy về đi. Không chạy được rồi, Yuva chết chắc rồi. Yuva chết rồi, Lancer ra và cứu này. Đúng ngu luôn, ngu xuẩn luôn, mẹ Lancer lao vào cứu. Đúng cái quả thần sầu như này. Đánh cái con khỉ ấy, bây giờ mày đánh nào được vào Yuva. À nhầm, Kinetic chết rồi. Bây giờ cái trụ mít chúng tôi cũng không còn luôn rồi. Tỷ lệ bây giờ là 16-27. Số tiền bây giờ vinh tầm 4.000 tiền. Vinh 4.000 tiền thời điểm này nó cũng khắm. Nhưng mà nó không thành vấn đề. Tem toàn 2 sao này, mấy ông xem này. 2 sao các kiểu này, đánh ngu như bò ấy, thề luôn. Mà đánh ông nhìn thằng vóc nó lên đồ nó ngồi chỉ farm với chả đánh mịa gì. À, cái top kia top sắp nổ rồi kìa, chúng mày có đánh được không? À, về đây, về đây, về đây. Mày đấy đánh cái gì rồi? Bật dây chạy lên, úp sờ có silet, trời ơi xong rồi, mấy thanh niên này xong rồi. Bật hồi máu rồi, bật block luôn, ngồi dẫm đất rồi lấy giáp này, ngồi chết thằng béo rồi. Lại con bách co nó giật ra rồi, bây giờ con găm giò nó ngồi nó chỉ đánh con bách co rồi. Quá ghê gớm luôn. Bây giờ mày làm gì, mày định làm gì ở đây? Mày định làm gì ở đây? À, mày định làm gì ở đây, ngồi về đi, rồi. Rồi chúng ta thoát được rồi, thoát được, ăn được hai con. Rồi choáng con găm giò không nuốt được, cancel ulti rồi. Bây giờ đánh, ui ghê vãi đái thề. Ghê vãi cướp rồi, đi vào ngồi hàm hố ngồi đập. Choáng được Lyra. Bây giờ làm gì không, con rồng vẫn đất nhà. Bây giờ Lancer ngồi ăn khô máu à em. Bây giờ em đi khô máu thì làm được gì. Rồi, ăn con bạch co ngay lập tức. Ngồi con bạch co, ngồi khẩn trương. Khẩn trương luôn, rồi đánh khổ quá rồi. Đánh khổ kinh khủng luôn. Mày thế ăn được quả con vóc ngồi đánh từ nãy giờ. Mẹ cái thằng xanh nhất tèm đánh mãi tí chết ấy, thanh niên tí chết thôi. Ngồi đánh khổ vãi trưởng. Rồi bây giờ là lên cái cờ lạnh thôi. Cờ lạnh là cái hợp lý nhất giờ này. Boss kìa. Đánh cái mẹ gì. Đánh toàn á, mẹ đánh phong cách hổ báo. Nhất là con Lancer ấy, khó chịu vãi trưởng. Con Lancer khó chịu cực kỳ luôn. Bây giờ Sky ngồi farm cái tinh cầu xanh. Bóc bây giờ ngồi ăn tinh cầu đỏ. Mấy thanh niên tí ra không lại mất rồng. Chúng ta không kiểm soát được rồng vì vì là tem bị ép quá mạnh rồi. Bị ép tốc độ cao luôn, ép dần đều. Bây giờ đánh không lại được chúng nó. Rồi bây giờ Sky ngồi ăn con gì đây. Cẩn thận em ơi. Lên quang cầu chả giải quyết vấn đề gì. Lên quang cầu 25 giây mới hồi cơ, lâu lắm. Rồi chúng ta bình tĩnh. Con Baptiste ngồi làm chậm. Con Lyra ngồi làm chậm. Tem bạn làm chậm quá. Chơi ván này chơi Lorelai có khi khôn hơn. Con găm giò đánh khóng quá. Rồi chúng ta có Atlas rồi. Bây giờ là con găm giò và con Kinetic nó đánh đẩy, bắt đầu đẩy trụ đúng không? Bắt đầu đẩy trụ. Úp con Baptiste luôn. Bây giờ là con Sky. Baptiste chết rồi. Baptiste chết rồi. Ấn số 4 này. Rồi làm chậm rồi. Làm chậm rồi. Bật 2 bật 1 lên. 1 lên nào. Trời ơi đi đâu em ơi. Đi đâu em ơi. Đi đâu em ơi. Đi đâu em. Silet đâu rồi, mày đẩy ra bóp dài đồng đội vãi trưởng thề luôn, con Lancer khấm lão vãi cứt luôn. Mấy thằng này đánh ngu vãi trưởng. Rồi úp sọt được hai con choáng rồi. Ngồi dập đất này, ngồi dập đất không được, không kịp sống luôn, chết chắc rồi. Bây giờ tôi hai thằng này cẩn thận đấy. Ngồi ôi và về bà cùng là hết máu bố rồi. Con lại đau máu quá kê. Rồi con Lancer tự sát rồi, Lancer tự sát chắc luôn. Ngồi nó khóa chân kia, nó khóa chân kia. Trời ơi không đánh được, không đánh được đâu. Vâng chết Lyra không? Lyra đéo chết ạ. À. Vâng vãi cướp luôn con Sky. Ngồi bị choáng ai vãi rồi, quá nguy hiểm đến từ Baptiste rồi. Trời ơi quá lai rồi.
quá thông minh đến từ Sky. Sky ngồi mấy thanh niên đánh vãi cướp thật, thề luôn, mấy thanh niên đánh ngu xuẩn kinh khủng luôn ấy. Mẹ bố mày đánh này cho như thế rồi, tập trung đánh không tập trung mà bố ngồi đánh. Để Kinetic nó đánh tự do như đúng rồi luôn. Bây giờ nó lên xuyên giáp, nó lên Breaking Ball, nó ngồi nó dã mình. Sợ thật. Mấy thanh niên tay dài đánh khó quá. Rồi bây giờ là con Lyra nó ngồi nó với lại thằng mấy thằng kia nó ngồi ra ăn rồi, khó quá. Trận này đánh căng anh em ạ, căng quá rồi. Đánh mày cẩn thận đấy, cẩn thận đấy, cẩn thận. Ngồi lên đồ như đúng rồi luôn, Black Core ra rồi, Black Core ra hàng rồi. Chúng ta cứ từ từ. Ngồi đánh cẩn thận đấy, nó móc lốp kìa. Móc lốp đấy em ạ. Ô cho nó về luôn. Chậm rồi, chậm rồi, chậm rồi. Block gì em ơi. Rồi đâu rồi, số 4, số 4. Rồi làm chậm rồi, hồi máu này. Dập đất này. Choáng này. Kéo mắt đi về này. Ngồi làm gì hả em, bật block lên này. Không kịp rồi, không kịp bật block rồi. Không choáng, choáng xịt rồi. Dập đất này, bật các thứ đi. Sky ơi, Sky ơi. Sky không phải fan Sơn Tùng, Sky đâu. Mẹ con Kinetic đánh đau quá. Rồi ôi chóa không được. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi ô, có máu, có giáp vào hồi máu rồi. Ôi ghê quá, ghê quá. Không được, chết rồi rồi. Ô con Kinetic vẫn bắn Sky à. Sky vai cướp vậy. Đánh xịt tôi thì hủy mẹ đi rồi ôi. Đánh cái đéo đi. Đánh bắn xịt rồi tôi hủy bố nó đi. Ôi lại còn ngồi ham hố. Vai cướp đông, vai cướp đông. Rồi ôi, quét sạch luôn. Vâng còn Lancer. Ôi đúng thanh niên. Ủa đánh con bát chán. Tôi đập xịt hai phát. Mất 10 giây combat không làm được gì. Trong khi tôi ngồi tôi hủy được. Thôi ông ơi. Đã chọc toàn xịt mà cứ thích kham hố. Đùa nó thật đéo hiểu tại sao. Ngồi đánh từ đầu đã chọc xịt rồi. Nghe yeah. Đánh chán con cắn tích lên làm chậm này. Nó bắn nó làm chậm này. Đó, nó lên cái súng nữa đúng là bá luôn đấy. Nó lên được cái súng đúng bá luôn đấy. Thôi chúng ta chờ 1.000 năm. Vâng chúng nó ăn Black Core luôn ạ. Thanh niên không có A có vương miệng báo tố. Có vương miệng báo tố. Ngồi căn đê, ngồi căn đê. Rồi đúng rồi, hay lắm. Ôi ôi, bị úp mịa rồi. Rồi ăn Black Core đến từ chúng nó rồi. Chúng nó ăn mịa con Black Core rồi. Về mẹ nó đi, đừng ham nữa. Rồi ơi, thằng Lancer đúng mẹ. Ngồi khô máu luôn kia, top kia. Top bị đẩy kia. Vãi cướp. Rồi, thề luôn anh em ạ. Vãi cướp. Làm gì ở đây? Ấn số 4 cho Ramzo này. Rồi bị làm chậm thanh niên rồi. Anh em bị làm chậm các thứ rồi. Tôi ra chỉ là cái bao cát cho chúng nó thôi anh em ạ. Tôi chỉ là cái bao cát cho chúng nó thôi. Mày làm gì em ơi? Ulti này. Ulti này. Choáng đúng rồi em ạ, choáng đúng rồi. Choáng hay quá, bật các thứ lên nào. Rồi ôi, cái trụ ngồi nát rồi. Bật hồi máu này. Ôi mẹ em sợ quá. Sáng của nó không, dậm đất lùi về này. Bây giờ cái con Black Core đánh ghê thật đấy. Mẹ nó đánh nó nát cái trụ mẹ rồi. Bây giờ phải sống em ạ, bây giờ phải sống, giờ phải sống. Ôi giờ phải sống thôi. Giờ là phải ngồi tồn tại. Tẹp nó lợi thế, đéo đánh được cái trụ nào. Sợ thật. Ôi con Black Core có sống không? Black Core chết rồi. Bây giờ đánh cái này đi. Mẹ hai trụ, hai nhà nó mất rồi. Đánh cái gì bây giờ, bọn nó chỉ cần lên giày tele phát là chết luôn tem mình. Ôi, đánh ca khó quá. Ca này cực khó luôn. Ca này quá khó luôn. Tôi đánh khó bởi vì chúng nó lại làm chậm. Định ăn nó đúng không? Đánh thì nó né mẹ rồi. Đánh đéo gì. Khôn vãi trưởng. Rồi lên được cái cờ ma thuật rồi. Anh em đánh cẩn thận. Cẩn thận. Nhà bây giờ là sợ lắm. Đánh trận hạng danh cao khổ. Nhưng mà combat thắng là được anh em ạ. Hiện tại là hai tem đang full đồ. Gần full rồi. Tem bạn thì full rồi. Nhưng mà tem tôi thì chưa. Hiện tại tem bạn phun đồ có những cái lợi thế nhất định. Ôi ôi. Rồi. Ôi sao nó lại choáng được vậy. Rồi em về em ơi. Bật block các thứ này. Ôi con Sky đúng bốc bắt họ rồi. Sky bốc bắt họ rồi. Choáng con Kinetic này. Bật số 4 lên này. Đéo bắt được. Mẹ nó ngồi chạy nhanh vãi cứt. Thè luôn ạ. À. Đéo ai đánh Kinetic à. Vãi trưởng. Ô nào, bây giờ vóc bây giờ ngồi ăn đòn từ Kinetic quá ghê luôn. Rồi thua rồi, thua rồi. Đánh chán quá.
Em với thanh niên Lancer. Ôi tôi đập xịt mấy lần. Ôi thua rồi, thua rồi. Thua rồi. Vâng, cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em trong các Shaolin Vanguard tập tiếp theo. À, tập tới tôi lại chơi hát danh 10 anh em nhé. Thua thì vẫn cứ phải cố gắng. Ô Lancer hổ báo kìa. Lancer đang solo Ramzo. Ramzo làm chậm Lancer nhưng cancel rồi. Bây giờ Lancer lại quay lại đánh Ramzo. Hai thằng úp một vừa chiến thuật rồi bấm cứt rồi 2-2 rồi. Ta sẽ bật dây chạy về. Rồi bây giờ ngồi dẫm đạp các thứ, ngồi đập choáng các thứ, ngồi máu các thứ. Ôi đánh này khổ lắm, con Kinetic nó khỏe lắm. Ôi Vóc ơi là Vóc ơi. Vóc ơi, trời ơi. Khổ quá, khổ quá. Rồi với thanh niên ơi, úp được thằng nào không? Úp được thằng nào không? Choáng được ba thằng. Ôi tôi ăn được hai thằng à? Ôi tôi ăn được hai thằng anh em ạ. Ôi khổ quá, chạy về chạy về chạy về. Ôi ăn được hai thằng mà khổ mẹ, khổ vãi khổ luôn. Ta vãi khổ luôn. Ôi choáng được hai thằng. Rồi chết chắc rồi. Tôi chết rồi, tôi chết rồi, sắp đau rồi. Ôi team tôi mất, bây giờ mất 4 người. Quá khó luôn.